Hi, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ ra ngoài chợ hoa. Thì Tết đến xuân về, cũng như bao người dân bình thường thì bữa nay là ngày 29 Tết. Thì mình ra ngoài chợ bông ngắm hoa. Thì mình dẫn các bạn ngắm hoa cùng mình nha các bạn. Đi cùng mình là có Sư Nam các bạn. Sư Nam nghịch dại, bị con mèo vào. Hôm nay dẫn đi chích ngừa, sẵn tiện đi chích ngừa rồi mình ghé vô xem chợ hoa luôn nha các bạn. Ghé vô công viên. Cùng đi có Sư Tân á, danh là Tân Xe. Chào các bạn, thì hiện tại mình đang đứng ở chợ hoa đường An Dương Vương ở thành phố Trà Vinh nha các bạn. Ở phía sau mình là chợ hoa. Ở đây có bán mai, cúc, vạn thọ, vân vân. Thì chỗ này chủ yếu là bán là mai với tắc. Còn chỗ chợ đầu chợ trái cây thì bán cúc, hoa này kia nọ. Thì mình hôm nay thì mình sẽ quay ở đây đường An Dương Vương, chỗ Phạm Ngũ Lão á. Rồi thành phố Trà Vinh, mình mời các bạn cùng theo mình xem hoa nha.